Tư sư Đặng Dương, số 1, hỏi thư sư cho con hỏi có bài kinh nào nhắc đến 10 vị Bồ Tát được thọ ký không? Có 10 vị này đã hoàn thiện hết ba la mật rồi, để tiến giai đoạn cuối cùng đúng không ạ? Chờ tí. Cái gì? Ở trong cái 10 cái vị Phật vị lai đó thì nằm ở trong Anagata Quan Sát. Cái này vẫn chưa, không biết là có ai dịch hay chưa. Thì trong Anagata Quan Sát thì có nói đến 10 vị vị lai, 10 vị Phật vị lai. Tuy nhiên sư phải mở một cái ngoặc thiệt là bự ở đây. Đó là gì? Đó là cái độ khả tính, tức là cái mức độ mà đủ để tin tưởng cho cái này, cái ta quan sát này á, nó rất là thấp. Thì đương nhiên là các vị pháp sư thì từ xưa tới giờ thì đôi khi là các vị vẫn lấy ra giảng, thì nó giống như là một tài liệu tham khảo để giảng. Thì hồi xưa thì sư nghe, rồi sư cũng nói theo cái mà sư được nghe. Nhưng mà sau khi sư tìm hiểu cho kỹ cái mình nói, để công mình nói tầm bậy tầm bạ, nó mang nghiệp chết. Thì sư tìm mới thấy là nó nằm ở trong Anagata Quan Sát. Thì sư mới xem cái cơ sở mà Anagata Quan Sát dựa vào ở đâu thì sư không thấy. Nghĩa là mặc dù đúng là nó là bằng Pali đó, nhưng mà cái độ khả tính nó rất là thấp. Mà cái mức khả tính mà mình đủ để mà mình xem á, là nó ở trong chú giải Attakatha và Tika. Hai cái đó là nó gần nhất và cái độ khả tính nó là cao nhất. Còn Anagata Quan Sát thì nó giống như là hậu thời ấy. Cho nên là tham khảo, gọi là cho biết, tham khảo cho biết thôi. Chứ còn để mà mình xác nhận, mình tin tưởng hoàn toàn thì sư không dám tin. Cho nên là thậm chí là một số cái là về sau sư cũng không có nói, không có nhắc tới, là bởi vì như vậy đó. Là do cái tài liệu khảo chứng của nó đó, sư thấy nó không đủ cái độ xác tính.